Thưa quý vị, học sinh sinh viên, học viên các bậc học phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, trong thời gian học sinh ở nhà, các trường vẫn tổ chức cho học sinh ôn tập và nắm bắt kiến thức mới qua hệ thống trực tuyến miễn phí dành cho giáo viên và học sinh do ba nhà mạng cung cấp, gồm VNPT, Viettel, FPT với các phần mềm VnEdu, Viettel Study, VOEdu. Vậy thời gian này, việc dạy và học trực tuyến được thực hiện như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Bà Rịa. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa đang quản lý 46 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở với hơn 24.000 học sinh. Trong thời gian học sinh nghỉ học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các nhà trường tăng cường hướng dẫn quản lý học sinh tự học, tự ôn tập qua hệ thống VnEdu. Với những trường hợp phụ huynh và học sinh không có điều kiện khai thác ứng dụng công nghệ, các nội dung ôn tập và gợi ý tìm hiểu kiến thức mới được giáo viên chuyển bằng bản photo đến tận nhà cho học sinh. Để cho các em không quên bài trong cái thời gian nghỉ thì nhà trường có là chỉ đạo cho các tổ khối thống nhất các nội dung ôn tập để gửi về cho phụ huynh qua các phương tiện, ví dụ như trên cái hệ thống VnEdu, rồi nhóm Zalo, rồi gửi email. Những phụ huynh mà không có điều kiện về cái công nghệ thông tin á thì giáo viên chủ nhiệm sẽ phô bài để cho phụ huynh đến nhận cái bài đó về làm. Khi mà nghỉ học lâu như vậy thì con nhớ thầy, nhớ cô, nhớ lớp, nhớ trường và nhớ các bạn rất là nhiều. Con ao ước được đi học lại. Khi mà nghỉ học lâu như vậy thì con ôn các đề cương toán tiếng Việt của học kỳ 1. Quá trình làm bài, học bài hoặc đã hoàn thành bài tập, học sinh trao đổi với giáo viên qua hệ thống mạng. Trên hệ thống này, phụ huynh cũng có thể cùng tham gia kiểm tra và nhắc nhở con em mình. Thực hiện cái công tác hướng dẫn ôn tập ở nhà cho các em, để cho các em có thể là tự chủ động ôn tập ở nhà. Và cái nội dung ôn tập thì sẽ được đưa lên website của nhà trường và cái hệ thống nhắn tin về cho phụ huynh học sinh qua cái VnEdu. Trong đó thì nhà trường cũng có lưu ý một số những cái vấn đề. Cái thứ nhất là cũng nhắc cho các em học sinh nó chủ động về cái việc giữ gìn sức khỏe trong cái đợt này, và đặc biệt là hướng dẫn cho các em các cái đường link cũng như cái cách vào trang web của nhà trường để lấy các cái nội dung cho các em ôn tập ở nhà. Dạy và học trực tuyến là giải pháp được trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Kim, thành phố Bà Rịa triển khai ngay từ tuần nghỉ đầu tiên do đại dịch COVID-19. Lịch học trực tuyến cũng được xếp như thời khóa biểu trên lớp và giáo viên cũng điểm danh học sinh tham gia học tập. Theo thống kê của trường Nguyễn Bỉnh Kim, trên 90% học sinh hiện tham gia học trực tuyến. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng được từng giáo viên bộ môn trường Nguyễn Bỉnh Kim thực hiện nghiêm túc. Là mỗi cái lớp như thế là các em sẽ có một cái trang web hoặc là trên Zalo hoặc là Facebook, thì toàn bộ các em đều phải tham gia trong đó. Sở dĩ mà chúng tôi làm như vậy là bởi học sinh trường của Nguyễn Kim á, cái năng lực của các em rất là yếu, cho nên phải cho các em ôn tập, mặt khác là dạy những kiến thức mới. Và những em nào mà không có điều kiện trực tiếp học đó thì nhà trường cũng sẽ gửi lên Facebook để các em về, các em tham khảo, sau đó các em làm bài tập và gửi lại cho Facebook của lớp. Để việc dạy và học trực tuyến trong thời điểm này đạt hiệu quả, các nhà trường phổ thông không chỉ tăng cường chỉ đạo giáo viên quản lý học sinh, mà cũng đang tăng cường phối hợp với phụ huynh cùng quản lý nhắc nhở con mình, nỗ lực tự học bằng phương pháp trực tuyến, để khi trở lại trường có thể lĩnh hội kiến thức tốt hơn.